Hi, xin chào bạn, hôm nay chúng ta đang đi phượt về Tráng Bàn, Tây Ninh nha các bạn. Chúng ta sẽ vào hai đơn hàng vào ngày Chủ nhật hôm nay. Bây giờ chúng ta đang bắt đầu đi ra từ khu vực con Vé Shop là cầu vượt ngã tư ga nha các bạn. Chúng ta đang chuẩn bị đi ngang đến sự ngã tư ga. Các bạn thấy trên đường thấy như vậy. Vậy là mà thích mua gì thì cứ đến đây, có thể gọi cho shop và anh Ú sẽ mang ra cho các bạn lựa nhé. Nãy giờ chúng ta đi được cả đoạn rồi. Hôm nay chúng ta lại đi một cái đường nhỏ nhỏ vậy đó. Ở đây có một cái City Zoo này. Còn không biết trong đó có gì nữa. Hôm nay khác hẳn là chúng ta sẽ đi cái đường không phải đường ngoài, đường này là xuyên á. Chúng ta đang đi cái đường xuyên á đó các bạn. Chúng ta sẽ ra một đơn rùa cho một khách trước rồi mới về Trảng Bàng. Chúng ta đang từ tỉnh lộ 8 quẹo vô lộ 2 nha các bạn ơi. Trên tay để bay đến nơi xa, Sài Gòn đau lòng quá, còn vì niềm trông mơ bay đi xa đến đâu, thời gian quên mất bao lâu để trái tim ta bình yên như ngày đầu tiên. Bay đi xa đến đâu, thời gian quên mất bao lâu để trái tim tôi bình yên. Đi phượt là mình thích nhất là khi mà đi qua các cái đồng lúa nha, hay là các bãi cỏ xanh. Lâu lâu đi ra ngoài ngoài thành mới thấy được cái cảnh này rất là thoải mái đi các bạn. Sẽ còn khoảng mười mấy cây nữa tới được cái địa điểm đi ngoài đầu tiên. Cái cảnh này mình để các bạn chụp sóng ảo cũng tương đối là đẹp nha. Vâng, chúng ta đã đi đến chợ Lộc Phương rồi nha các bạn.
Bây giờ theo bản đồ chỉ thì chúng ta sẽ rẽ trái và đi tiếp nữa. Ta còn cách điểm giao là mười mấy cây nữa. Bây giờ đó là 10 giờ 45 phút rồi nha các bạn. Đây cũng được gọi là địa phận của Trảng Bàng Tây Ninh mình. Lộc Hưng, Trảng Bàng Tây Ninh nha các bạn. Chào bạn, bây giờ đi là nắng quá. Đành đứng ăn trái cây uống nước thôi. Để chuẩn bị đi tiếp một đoạn nữa nhé. Ở đây có mấy cây dừa cũng đẹp lắm nè. Không biết cái này phải cây dừa không ta? Thấy cũng hay. Lâu đi phượt ra ngoài ngoại ô, ngắm cây xanh vậy. Ta đang đi hướng về phía Trảng Bàng Tây Ninh nha các bạn. Mà chúng ta đi đường trong nên thấy cảnh vật nó hơi khác. Đây, bây giờ mình sẽ lên đường đi tiếp nhé. Đây đứng cái cây này cũng mát. Sau khi chúng ta dọc cho trong cái đường này, bây giờ chúng ta sẽ đường lớn nha. Chúng ta đã đến được khu công nghiệp đô thị rồi. Đây là sắp đến được chỗ giao đơn hàng đầu tiên của hôm nay. Là lần đầu tôi diễn vô khu công nghiệp gì luôn. Chúng ta sẽ đăng quay. Bảo vệ sẽ giao lại cho khách. Ok, nào chúng ta sẽ lên đường đi tiếp thôi. Đây, sau khi giao đồ cho khách thì cái em này muốn coi sóc thì mình cũng lấy ra cho em nó coi. Đã sóc bông. Không có chơi gì khi cứ đặt bên anh, có giao lên cũng được. Thấy dễ thương không? Sóc này còn chút sữa luôn đó. Đây, khách ở trên tuốt trên đây. Gò Dầu Tây Ninh lúc sáng không có cắn đâu, đừng lo. Bây giờ chúng ta sẽ chạy qua bên Trảng Bàng, chờ Trảng Bàng để giao tiếp cái đơn shop còn lại nha các bạn. Đã xong đơn rùa lên đường. Sau khi chạy theo bản đồ mà bạn khách đã gửi thì chúng nó sắp tới nha các bạn. Vài phút nữa chúng ta sẽ tới thôi. Đang buồn ngủ mà bản đồ báo sắp tới cái tỉnh liền luôn. Thôi tranh thủ vô nhé. Vâng, chúng ta đã đến nơi và đã để đồ sẵn cho khách. Đợi bạn khách về rồi chúng ta sẽ giao hộp shop này và vài món đồ. Dạ thì mình nghỉ xíu nhé. Nó hồi còn đút sữa cho sóc nữa. Thì queo à. Thì giống mèo. Đụng vô nó cứ e như em bé. Rồi cầm lên đút như bình thường. Tập đút luôn. Nè, đưa cây vô đút. Tay phải đút, còn tay trái cầm. Trời trời, nó bò đi. Nó cứ bò bò trên người mình vậy đó. Cứ cầm vậy nè, rồi đưa vô đút là nó liếm liền à. Anh đút tối bên giờ nó ừ. Đó. Đó, nó thích uống lắm. Đó.
cái con này chắc chạy như hồi đó em bắt á. Ồ, hồi đó thì cũng bán cỡ này mà nó đâu có nhát gì đâu. Mà con kia không dữ lắm. Em biết chơi hay sao á? Dạ. Nó cứ nằm im bò bò trên tay vậy thôi. Ừ, đâu để bò bò trên tay đó. Ôi, ôi, cái nan. Cầm chơi. Y như chuột con. Không trắng đâu. Ơi, đã lại. Dạ, lúc tới sắp bông. Còn nữa hả? Ngày sắp bông của Việt Nam mình nè. À, của Việt Nam hả? Mới mở mắt hôm nay. À. Ơi, nó bò đi đâu. Đấy là nuôi ha. Tự quá ha. Dạ. Tay của mình là không lớn lắm. Dạ, dạ, dạ. Chỉ có con sóc bông Việt Nam thì nó mới lớn thôi. Ai da, nó cắn lên mẹ. Lúc này mấy năm nó cũng y chang vậy ha. Không thấy nó lớn hơn. Cái con quỷ thật. Không dạ. Có chừng. Có chuyện chó thôi chứ gì. Chuyện chó. Ba đây. Vậy là chúng ta đã hoàn thành một chuyến đi phượt về chuẩn bị để giao sóc cho khách rồi nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ tạm biệt nhau ở đây và hẹn các bạn làm lại các bạn trong clip sau nha. Nhớ đăng ký theo dõi kênh YouTube của Best Show và xin chào clip 2 cũng như các hành trình đi giao hàng cho khách luôn. Giờ đã đổ tranh thủ và kéo mưa. Xin chào, hẹn gặp các bạn trong clip sau. Bye bye.